Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Alcatel K6000 đang chờ thầy mới sửa chữa tại sửa động cao cấp.vn. Vẫn tiếp nối series giới thiệu các dịch vụ liên quan đến sửa chữa các mẫu điện thoại tại sửa động cao cấp.vn. Hôm nay sửa động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay mới dịch vụ sửa chữa điện thoại Alcatel K6000 tại sửa động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Alcatel K6000, cần một địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại sửa động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với sửa động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship các linh kiện trên điện thoại Alcatel K6000 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Các lỗi sự cố cơ bản trên điện thoại Alcatel K6000 như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung chuông, thay mới main, camera máy ảnh, chân sạc, mic, rung chuông đều có sẵn linh kiện thay mới nhanh, chính xác tại sửa động cao cấp.vn. Với khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với sửa động cao cấp.vn, vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Các bạn gửi máy lỗi hỏng đến sửa động cao cấp.vn, chúng tôi kiểm tra và báo cho quý vị các bạn các lỗi sự cố trên điện thoại Alcatel K6000 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Còn đối với việc là những cái lỗi sự cố mà linh kiện có thể tháo rời thay mới được, quý vị các bạn cũng có thể đặt hàng tại website di động cao cấp.vn hoặc 0961234534. Chúng tôi ship linh kiện quý vị các bạn cần đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý bạn nhận được, quý bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Alcatel K6000 tại di động cao cấp.vn.